Lụm luôn đi. Lụm luôn đi. Có gì đâu mắc cỡ hả chồng mình nữa, có gì đâu mắc cỡ, quay qua hôm cái đây. Dậu nó hôm cơm. Trời ơi, dạ. Đâu đâu ẩm một bên tôi lại rồi. Trời ơi, quá trời. Cũng à, cấp đó cũng như mình còn nhỏ nó cũng cũng khỏe cho mình thì cũng cho ông quốc đi. Bây giờ già đi. Theo theo cho con hỏi nghe cô. Theo bây giờ đó mà cỡ ổng trẻ thì cô lớn tuổi rồi. À. Mà ổng đêm nào ổng cũng khiều rồi sao sao cô chịu nổi ổng khiều không đó á. Như tôi chịu không nổi thì tôi nói trời nực nổi đồ này kia đó thì lâu lâu mới có một cái ví dụ mà cũng như 9-10 ngày mới một cái mà nhiều khi ý ổng không chịu thì sao vậy. Con thấy là 70 tuổi rồi đúng không cô, 70 đúng không? Đúng rồi. Con nghe nói 70 là đâu có đẻ được trời. Người giết cứu chót. Trời ơi trời, thiệt không? Thiệt. 70 tuổi mà đẻ được quý vị. Nghe nói thắc cừ á. Thiệt tình vậy luôn hả? Ừ. Ừ, sao? Như thế nào kể ra cho mọi người được biết coi. Tới giờ tôi thấy giống hai mẹ con quá ha. Tôi nói ai nói gì nói, miễn hai vợ chồng tôi thương nhau ở nhau được rồi, ai nói gì mà kệ ai đi. Cái cấp đầu tiên mà hai người mà về chung một nhà đó, rồi phía bên mà hơi xinh xắn chút đi đấy, già quá thấy kỳ quá. Ông cũng còn cho quèo thoải mái mà. Ừ. Chuột cô còn mà. Vậy đó rồi đi chợ đâu nè. Ông U40 cho hỏi vậy chứ đi chợ rồi người ta nói làm sao? Tỉnh nói bộ mẹ mày hiên tao có này vợ tôi với tao mà thay mẹ đâu. Rồi nói vậy rồi ông có ngại không? Ông thấy chồng tôi hiền không nói chuyện. Giờ yeah. Đó mà cả ổng trẻ thì cô lớn tuổi rồi mà ổng đêm nào ổng cũng khiều rồi sao sao cô chịu nổi ổng khiều không quá. Á như tôi chịu không nổi thì tôi nói trời nực nổi đồ này kia đó thì lâu lâu mới trời đó cũng như 9-10 ngày mới ngày mà nhiều khi ý ổng không chịu thì 6-7 ngày 4-5 ngày vậy đó. Có khi nào mà ổng đòi rồi cô không cho rồi ổng dặn không? Quẹo đầu nằm quay qua chỗ khác gì đó. Có sao không? Như thế nào cô? Thì quay chỗ khác thôi, ông biết ý tôi nhưng tôi không cho, đâu có tôi quyết định tôi không cho là lý do sao? Lý do sao? Hả? Lý do nực hay là sao? Nực, hàm đôi bức ức. Rồi nói ông sao? Nói sao mấy em? Cô kể coi. Ai mà đi tới lui chừng hai con chó đấy. Cô kể sao? Thì tôi nói mát mẻ trời có mưa đầu nay kia mát mẻ thoải mái cho mình mới có cho, mới cho được. Cho lụm hả? Ừ. Còn mà trời nắng là cho mày đấu luôn. Không. Sao kỳ không U? Rồi cho đi nhà nghỉ đó là ai ngủ? Ông nào? Ông ngủ. Trời ơi. Sao ngủ? Sao ngủ? Ông kể ngày sao mà ông ngủ? Ông nghĩ sao mà ông ngủ ông dụ cái bà là kêu cái gì một người lớn tuổi hơn mình đi vô nhà nghỉ ngủ rồi ông kể rồi giờ nghỉ chưa có gì đâu nghỉ mệt giấc nghỉ mệt cũng như đi chạy vòng vòng kiếm nhà nghỉ mà không gặp nhà nghỉ đó mà nói thiệt đi mà dắt nó là vô là ý định gì không, vô nghỉ thôi không bao giờ có ý định gì không không cô vô nằm rồi cái đi về hả nói chuyện đồ nói thương chuyện nhau thì làm lại. Chuyện không hết đồ ôm mà quá lợi vậy thôi trời ngoài ra cái gì cũng không có chứ kìa đó bà nói là hung hít kìa thì ai, có hung hít thì có hung qua hung lại thì có sao không ai chờ ai chủ động chứ bộ bịch mà mới đầu là cô U70 kể cái vụ mà cái cấp mà sao mà cái người vợ nè dê được ổng cho mọi người được biết gù quá. Thì lúc mà tôi quán cà phê ngoài đó rồi ổng có lên xuống trên đó đó rồi bà Mỹ Duyên mới gặp vậy bà cũng mằng mai đó rồi tôi thấy ông này ổng trẻ quá đi rồi tôi cũng hay nữa à dạ ổng thấy tôi ổng chịu rồi thôi tôi cũng chịu ổng luôn dễ ăn chứ à ổng thương ổng gặp tôi ổng thương rồi cái gì á mưa làm tranh thủ đang làm trời ơi chót hả? Làm cú chót. Trời ơi. Làm gì bà gài nút áo kìa ông nội. Thôi ơi. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay có quay lại cái hoàn cảnh là người vợ già U70, chồng trẻ U40.
thì bữa nay Thanh Trúc với mấy anh em có ghé thăm cái hoàn cảnh thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú để theo dõi rõ cái video ạ. Thanh Trúc với mấy anh em bữa nay cũng ghé nhà u người vợ già 70, chồng trẻ u 40 thì tới nhà rồi nghe quý vị. Giờ để coi Thanh Trúc kêu nha. Cô 70 ơi. Trời ơi, cái này sẽ im gu thấy nằm trong đó vậy. Cô 70 ơi. Cô 70 ơi. Cô làm gì vậy cô? Trời ơi, làm gì vậy? Mưa làm tranh thủ đang làm. Trời ơi. Làm cú chót hả? Làm cú chót. Trời ơi. Làm gì bà gài nút áo kìa ông nội. Hồi sớm về vợ chồng làm gì vậy? Làm cú chót kiếm chai. Cô chú ra cho mấy anh em con hỏi thăm chút xíu và quay để chia sẻ ha. Rồi ra chú ơi. Ra cô 70 ơi. Nè con nói thiệt nha, thì mấy anh em lại đây nè, rồi có làm phiền cô chú không? Ra đây cô chú. Con mấy anh em con tình cờ mà vô á thì thí dụ mà mấy anh em con á có làm mà kêu bằng mà ta lỡ mà đi vô á có gì cô chú thông cảm và bỏ qua ha. Tại vì không có cố tình, vì với lại mấy anh em cũng thấy nằm trong đó tưởng đâu đang ngồi chơi thôi mà thấy vô rồi gài nút áo. Là dạ thì Thanh Trúc với mấy anh em nè quý vị, đi vô tình cờ thôi chứ không có cố tình và cố ý. Mấy anh em con đi vô vậy đó, mong cô có gì thì bỏ qua ha. Ha cô. Dạ thôi mình ngồi xuống đi cô, cho mấy anh em còn trò chuyện tí xíu ha. Dạ. Dạ con đó. Ngồi xuống cô. Ngồi xuống. Anh chị ha, thì bữa nay mấy anh em có lại đây á để quay chị chia sẻ lên cái câu chuyện đó là người vợ U70, ông chồng U40, chị là U70 đúng không chị? Đúng rồi. Anh là U mấy anh? U40. Sao mà hai vợ chồng của mình á, một cái người á 70, một người thì 40, hai cái tuổi này á nó chênh lệch rất là cao. Mà không biết nè, cái cơ duyên nào mà anh quen được cái người vợ U70, anh có thể kể cho em nghe được không anh U40? Lần đầu tiên á, sao mà bỏ gù được, có sao anh chia sẻ. Nói thấy đi, không cự gì nữa. Nói đại đi. Nói thấy đi. Có sao nói vậy? Đi mặn cũng đi uống cà phê á, nghỉ đó, gặp bà nói chuyện rồi kia. Bà bán cà phê hả? Cô U70 kể cái vụ mà cái cấp mà sao mà cái người vợ nè dê được ổng cho mọi người được biết gù á. Thì lúc mà tôi quán cà phê ngoài đó rồi ổng có lên xuống trên đó đó, rồi bà Mỹ Duyên mới gặp vậy, bà cũng bằng mai đó. Rồi tôi thấy ông này ổng trẻ quá đi, rồi tôi cũng hay nữa. Vậy ổng thấy tôi ổng chịu rồi thôi, tôi cũng chịu ổng luôn. Dễ ăn chứ. Ổng thương, ổng gặp tôi ổng thương rồi. Cái cấp đầu ai ngỏ lời trước chị? Đâu có ai ngỏ lời đâu, như bả mằng mai rồi mình lại mình cho ổng thấy vậy đó. Mằng mai sao ổng chơi giả? Mằng mai sao bà U 70 có thể chia sẻ cho mọi người được biết á. Thì bả nói tôi chết chồng ông này thì thôi vợ. Rồi bả mằng mai bả chỉ chọc vậy đó. Rồi tôi thấy ổng thấy tôi ổng chịu, rồi tôi cũng lớn tuổi hơn ổng đó, rồi tôi cũng chịu ổng luôn. Rồi như vậy đó, gặp mặt với nhau đó, rồi ông chồng U40 nè, rồi theo mà cái người lớn tuổi như vậy đó, rồi anh U40 suy nghĩ sao? Gặp nó chịu luôn với cái gì đâu suy nghĩ. Chịu mà thí dụ có nói là cái độ tuổi này nó cao không á, sau này thí dụ anh suy nghĩ là cái gánh nặng của mình không á. Anh kể cái cách mà bả ngỏ lời với anh sao? Hai người phải, người có một người ngỏ lời trước chứ, thí dụ vậy đúng không? Ông U40. Ai ngỏ lời? Bả hay không? Tôi. Tiến công liền à? Tiến công liền. Tiến công sao? Tiến công sao? Kể cho mọi người được biết ông U. Kể đi. Ngại à? Thì gì nè? Dạ. Thì cũng như mà bà kêu tôi qua bán cà phê cho ổng, rồi bà Mỹ Duyên bà mới xin số điện thoại đi. Rồi tôi tưởng là ổng thấy tôi là ổng chơi tôi già đi, rồi ổng về chở ảnh,
ông thấy tôi không chịu, ông mới điện tôi. Yeah. Tôi mới nói với chị tôi nói vậy là ông đó ông thương tôi rồi đó chị tôi bà cũng mừng nghe thằng bị gì bà thấy nha. Yeah. Ông này trẻ nè bà cũng mừng rồi vậy tôi nói chuyện qua lại rồi nãy kia thì tôi có cởi rồi cởi rồi là cái người điện trước là ai ngỏ lời trước á ổng hả ổng điện tôi ổng ngỏ lời sao vậy ổng nói alo tôi cũng chưa biết ổng nữa rồi tôi nói ai ạ à? Ổng nói anh này à cái nói anh nào nói, anh đi xuống uống cà phê giấc chiều đó rồi cả chi tiết luôn nha ừ. Rồi tôi mới nói chị tôi nói ổng chịu tôi ổng thấy tôi là như ổng chịu tôi hay gì ý trong bụng tôi cũng mừng nữa mà chị tôi cũng mừng nữa bị tôi lớn tuổi mà ổng đó yeah. Rồi như vậy chứ không đâu rồi như vậy đâu. Như vậy á cho Thanh Trúc hỏi thứ như vậy rồi theo mà cái người chị đó mằng mai như vậy rồi rồi cô có ngại không cô nói là trời không biết ông này có thương mình không thương thiệt không với lại chị có suy nghĩ là mình là người lớn tuổi không có chứ bởi vì mới cho ổng thấy mình đó như nói chuyện thì nói chuyện ban đêm mà cho ổng thấy ban ngày cũng như đi qua bên nhà thuốc bến thấy ban ngày ổng chịu rồi tôi chịu lại ổng đó rồi thấy ban đêm rồi hẹn hai người hẹn thấy ban ngày là cái lúc nào mà hai bên đó sắp lại phải không dạ lúc cỡ 7-8 giờ sáng á gì đâu hẹn giờ đó dữ rồi trời không có à, hẹn cũng như đi chơi qua bên nhà thuốc bệnh như mình bồ bịch rồi đi chơi đang cho ông biết mặt mình vậy đó bồ bịch vẫn nên là quen nha ờ lúc đó quen rồi rồi ông chịu rồi tôi chịu ông luôn rồi mình có đi đi chơi gì à? Có nghe nói là đi nhà nghỉ là làm sao có đi nhà nghỉ là làm sao kể cho mấy mấy con này biết rồi cô thì đi nhà nghỉ thì cũng như lúc đó thì tôi chưa tôi như tôi còn mất nhà nghỉ thì nói chuyện vậy thôi chứ không có chứ không có mà làm cái gì trơn á có lên mà lật quế rồi thì mới có chuyện đó à đi nhà nghỉ đó là ai ngủ ông nào ông ngủ trời ơi sao ngủ ông kể ngày sau mà ông ngủ ông nghĩ sao mà ông ngủ ông dụ cái bà là kêu cái gì một người lớn tuổi hơn mình đi vô nhà nghỉ ngủ rồi ông kể ngày giờ nghỉ chưa có người ta nghỉ mệt giấc nghỉ mệt cũng như đi chạy vòng vòng kiếm nhà nghỉ mà không gặp nhà nghỉ đó mà nói thiệt đi mà giấc đó là vô là ý định gì không, vô nghỉ thôi không bao giờ không bao giờ có ý định gì không không ồ vô nằm rồi cái đi về hả nói chuyện đồ à thương nhau thì làm nói chuyện không hết đồ ôm mà quá lợi vậy thôi trời ngoài ra cái gì cũng không có chứ kìa đó bà nói rồi hung hít kìa thì ai, có hung hít thì có hung qua hung lại thì có sao không ai chờ ai chủ động chứ bộ bịch mà mới đầu là vô chổng là ổng nói là em mơ vô nhà nghỉ hay sao cô à, sao vô sao có nó ăn sao không có ông cũ hồi cấp ở bên nhà của bên qua bên nhà thuốc bển nặng ừ. Rồi mới đi về bên nay rồi tôi nói không thấy nhà nghỉ tôi mới nói thôi đi về ông nói thôi mình đi chút nữa đi quyết định kêu đi chút nữa đây ai già đâu điên thôi cái gặp nhà nghỉ hai đứa tấp vô nhà nghỉ luôn vô trong đó rồi là ông ngủ vô đó hả à. Rồi cảm giác của cô thì sao bị chay bị cái thằng nhỏ tuổi nó dụ mình vô nhà nghỉ hả thì có vậy thì ngủ thì chứ lúc đó mình cũng có chồng rồi cũng sợ gì đâu miễn thương nhau được rồi có khi nào ổng dụ vô mằng thịt cô không không mà mằng mằng đi nhậm gì hả thì nhậm gì mình cũng có đời chồng rồi cũng có nhậm gì miễn thương thương thật lòng được rồi thương thật lòng mà cũng như tôi với ổng thành ổng nuôi tôi rồi thì bụng tôi quyết cho, định vậy đó. Cho Thanh Trúc hỏi ha thì ừ. Hai người mà gặp nhau như vậy đó thì có khi nào là suy nghĩ là nói thằng này nó nhỏ tuổi hơn mình không sợ nó có gạt mình không này kia được không à, cô không có từ giờ mà ổng tôi biết cấp đầu tiên á ổng thấy ổng hiền quá đó mà mình không phải tính lừa đảo gì ổng nghe của mình không cũng mà sợ lòng. Mà sợ nó ví dụ nói coi ừ. Ông coi này trẻ tuổi nó có thương mình thật lòng không theo cái cảm nghĩ của cô á như vậy á có không cô
Nhiều khi cũng có, nhiều khi mình cũng thấy trẻ tuổi, sợ sau này cũng bỏ mình rồi này kia đó. Là lúc mà cô chưa gặp anh Tính đó, là lúc đó là mình có từng có đời chồng nào chưa? Có rồi à. Chút. Vậy ha. Là lúc mình ở với người chồng trước là có người con nào chưa cô? Không có con. Không có con ha. Rồi hiện tại giờ là mình đang sống với anh Tính là có con không? Không luôn. Không luôn hả? Tại vì lúc trước thì sống với ông chồng trước thì cũng như nghèo, cũng nghèo khổ nữa, rồi cũng lo mà ăn rồi nãy kia đó. Rồi mình không có nghĩ cái ví dụ tương lai, là ví dụ mà mình hồi đó cũng ngu quá đi, không có nghĩ sau này có con rồi nuôi lên mình đó. Tới chừng ấy thì nó muộn rồi, bị lo mà ăn không à, đi mần cỏ với bẻ ớt rồi đó. Rồi theo mà cô có ước mơ là để có một cái người con không? Có chứ, quyết định là sau này là tôi với ông Thành là kiếm đứa con đó mà lên trển thì tôi cũng còn đừng kinh, mà đều tôi không có con. Bởi vì kỳ đó tôi không biết tôi bị cái gì mà sáng nó mệt trong mình mà nó hối, tôi làm kỳ cục lắm. Là... tôi nói là có con rồi. Rồi ông cũng nói nó. Thôi vậy là ấm ngán rồi. Ông nói là tôi ấm ngán, ông nói ở đây không có nhà bảo xanh. Ở đây không biết nhà bảo xanh đâu nữa tại. À, nếu mà giờ đâu có đâu. Nếu mà thật sự ra mà nói, nếu mà cô còn điều kiện mà để sinh con là chắc con nghĩ là chắc anh Tấn anh sẽ mừng lắm. Đúng rồi. À, có khi nào mình ao ước là mình sẽ được một người con không? Anh Tấn. Cũng ao ước cũng kiếm người con để cũng hỷ rồi kia. Theo như ông cũng hao con. Theo cô, theo mà cô hiện tại là U70 nè. Mà theo cái khả năng có con á, nó không, nói chung là nó nói chung nó ít, hiếm lắm, không có đâu. Hiện như tại là... bây giờ chắc cô chắc khó lắm hả? Như mình có đường kinh không có rồi, lấy gì mà có con được chứ. Bà cụ rồi, cụ 70 rồi. Cụ mà có người khán giả hỏi tại sao mà cô 70 mà cô trẻ quá ta. Không, cái đó là cô có cái bí quyết nào không, chia sẻ cho mọi người được biết mà tại sao mà cô là U70 mà cô lại trẻ, có người ta hỏi gì đó. Cũng đâu có bí quyết gì đâu. Thường ngày cô làm cái gì, tập tập thể dục, cô làm cái gì mà cái cơ thể mà nó trẻ gì đó, mọi người ta hỏi đó. Cô cũng ít có tập thể dục, có hồi như hồi đó hồi còn như thôi ổng thì thôi ông kia thì ông kia cũng chết đó, thì tôi cũng có tập thể dục. Như sáng cũng tập thể dục, bị ở nhà chị Năm đó, sáng cũng rảnh đó. Cũng tập thể dục đâu, cũng ở đó đâu 3-4 tháng. Đi vòng đó. Vì cho nên là theo mà ông U40 nè, ông gặp người vợ mà U70 như vậy đó, theo ông nói là cái bà này nói chung là bà được không? Cảm nghĩ coi. Bà cũng được. Bà đâu có gì vậy? Cũng hơi, cũng nói chung là già không già mà trẻ không trẻ ha. Rồi cho em hỏi như gì nè, rồi từ hồi mà uống cà phê đó, dưới đi nhà trọ đó, rồi làm sao mà về một nhà được? Gấp đó là ăn cơm chứ kẽn chưa? Không kể cho mọi người được biết coi. Bà U nè. Đâu có, không có ăn cơm chứ kẽn nha. Tôi với ông thầy vẫn giữ là không có ăn cơm chứ kẽn á. Bởi vì đi lên Lạc Quế mặn sáp lại mới có ăn cơm. Có hả? Sáp đi sáp lại đó. Cũng như vợ chồng rồi thì cũng có ăn cơm đó. Cái đêm đó làm sao? Ai sáp trước? Vậy cô chị, cậu kể coi. Cái đêm đó làm sao? Thì tôi thì hả? Đêm tân hôn nữa ha. Đêm tân hôn thì ông này ông sáp trước. Trời ơi, người. Ông quần xăng. Vậy gì? Ông quần xăng trước mà. Bữa đó hỏi thiệt nghe, trời có mưa không? Không. Không, ở trên Lạc Quế nhiều khi nãy lắm nha. Nói đây mẹ đi. Nắng nóng dữ lắm, như ở chợ ảnh đá nhiều đó là nóng nực dữ lắm. Rồi là làm ăn được. Còn... cũng có, cũng cấp đó cũng như mình còn nhỏ đó, cũng cũng khỏe cho mình thì cũng cho ông quốc đi. Bây giờ già đi. Theo cho con hỏi nha cô. Cày luôn. Theo bây giờ đó mà cả ổng trẻ thì cô lớn tuổi rồi. Mà ổng đêm nào ổng cũng khiều rồi sao cô chịu nổi? Ổng khiều không đó. Có. Như tôi chịu không nổi thì tôi nói trời nực nổi rồi nãy kia đó, thì lâu lâu mới có một cái.
Ví dụ mà cũng như 90 ngày mấy cái mà nhiều không khi ý ông không, ý ông không chịu thì 6-7 ngày, 4-5 ngày vậy đó. Có khi nào mà ông đòi rồi cô không cho rồi ông dặn không? Quẹo đầu nằm quay qua chỗ khác gì đó. Có sao không? Thế nào cũng. Thì quay chỗ khác là thôi, ông biết ý tôi nhưng tôi không cho, đâu có tôi quyết định tôi không cho là lý do là sao? Không có lý do được. Sao? Hả? Lý do nực hay gì là sao? Nực, hàm đôi bức ức. Rồi nói ông sao? Nói sao mấy ai? Cô kể rồi. Ai mà đi tới lui chừng hai con chó đấy. Cô kể sao? Thì tôi nói mát mẻ rồi, trời có mưa đầu nay kia mát mẻ rồi, thoải mái cho mình mới có mới cho được. Cho lụm hả? Ừ. Còn mà trời nắng là cho mày đấu luôn. Sao kỳ ông không? Ừ. Rồi cho con hỏi gì nha cô. Rồi như vậy hai vợ chồng mình về một nhà như vậy đó. Rồi đi ra đường nè. Rồi nói chung là có những cái câu mà câu nói mà người ta giỡn đồ đó. Ừ, đi ra đường giống hai anh em hay là hai mẹ con này kia. Có không cô chú? Có. Ừ, như thế nào kể ra cho mọi người được biết coi. Bây giờ tôi thấy giống hai mẹ con quá ha. Tôi nói ai nói gì nói, miễn hai vợ chồng tôi thương nhau ở nhau được rồi, ai nói gì mặc kệ ai đi. Cái cấp đầu tiên mà hai người mà về chung một nhà đó, rồi phía bên bên chồng nè, rồi có khi người ta nói bên vợ rồi đó, hỏi tại sao mà mày lấy cái thằng nhỏ tuổi mà tại đều sao đỡ con cái này nè, cũng như ông này ông trẻ thì không có trẻ thiệt, mà đều như tôi ra đường không có đánh đổi, như dọn cho già quá người ta cũng không có ấy nè, ta ít dùm ngó nữa, nhưng mình dọn theo kiểu hơi mới đen chút xíu gì đó. Cho coi cho nó hơi xứng xứng cái ổng vậy đó. Mình 70 mà nhưng mà mình còn găng ha. Còn găng đi. Ăn là hơi xứng xứng chút đi, đấy già quá thấy kỳ quá. Ổng cũng còn cho quèo thoải mái mà. Ờ. Chuột cô còn mà. Như vậy đó rồi đi chợ đồ nè. Ông U40 cho hỏi gì chứ đi chợ rồi người ta nói làm sao? Tình nói bộ mẹ mày hiên tao có này vợ tôi với tao mà khai mẹ đâu. Rồi nói gì rồi ông có ngại không? Ông thấy chồng tôi hiền không nói chuyện. Thì thường thì bình thường nó cô là thường là ổng hay hung con nhiều hay là cô hung ổng nhiều hơn? Ổng thì hung tôi nhiều hơn, mà nhiều khi ổng đi mặn cực rồi này kia, thấy gì thấy cực khổ, làm lũ là mặn ăn được chiều rồi bắt gà cực khổ đó, nhiều khi tôi thương ổng tôi cũng hung ổng nữa. Ờ vậy thường thường là mình hung như thế nào cô? Thì hung cái mặt chứ hung sao vậy? Không, mình có thể là hung cho khán giả được xem không con? Tại vì nhiều khi khán giả cũng hiếu kỳ về cái câu chuyện của cô chú á. Mình nói thì lắm khi khán giả người ta cũng không tin đó. Mà thì mình kỳ nói... đó. Lập luôn đi. Lập luôn đi. Có gì đâu mất cỡ hả chồng mình nữa, có gì đâu mất cỡ, quay qua hôm cái đây. Dạ, ổng nấu hầm cơm. Trời ơi, dạ. Đâu đâu, ổng còn bên tôi lại rồi. Trời ơi, chồng quá chừng hạnh phúc luôn ha. Thường thường là cự ha, cự ha. Thường là cái sức khỏe của mình á, đứng là mình làm được tầm khoảng mấy nháy. Ví dụ mà mình sức khỏe mình á. Nhưng mà khá nhất là mình làm khoảng là mấy nháy. Làm mày phải chừng hai nhái. Hai nhái luôn. Trời ơi. Cũng mấy nhái đó. Khỏe nhất nha. Khỏe nhất. Còn đuối là mình được mấy nhái. Đuối thì làm nhái. Ờ, đuối làm nhái ha. Thường thường mình làm vào ban ngày hay ban đêm á? Làm đêm thôi mà. Đêm. Vì sao mà mình chọn làm ban đêm mà mình không chọn ban ngày? Không. Bằng đêm là nó tối nên mình già dễ quéo à. Dễ quéo. Ở trước gặp thầy nữa rồi. Dễ quéo. Gặp thầy nữa rồi. Không, cứ xa nói nè. Không có, nhiều khi thấy con người thoải mái, mưa ban ngày cũng có nhiều khi chút lĩnh. Dạ. Lần hai lần gì đó cũng có. Dạ. Không phải đằng này ngu dại gì đó, không có mà đi khui hết trơn nha. Tại mấy chú hỏi thì tôi trả lời nói túi tiếu chơi vậy thôi. Dạ thì cô ơi, thường thường nữa là mình, vậy. Thí dụ mà mình ra ngoài đường đó thì đôi khi á khán giả người ta có phê bình hay vật dư luận gì mà khi mình có sợ là trong đó vậy? Là trên cái tuổi cô và anh là nó quá chênh lệch đi. Khi vậy? Ra đường thì bà con người ta có mình có sống sợ dư luận không? Có khi mình ra đường mình có sợ người ta dư luận mình không? Không có, nhiều khi cũng sợ mà điều mình thấy ở quen rồi cũng bình thường.
cũng như vợ chồng khác thôi. Dạ. Thì cô và anh đó thì đến với nhau thời điểm hôm nay là được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng đâu 10 năm ạ. 10 năm ạ. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm nhưng mà mình vẫn chưa có bé nào luôn. Chưa. Mình có từng đi khám bác sĩ thử cho cô là cái tuổi mình còn sinh con được không? Không mà không có đi chứ. Không có đi nha. Thí dụ mà đi vì nghèo quá là làm lũ luôn mà ăn không có cái chuyện đó, nói đi đứng rồi này kia không có đi cái vụ đó. Dạ. Anh Tuấn ơi em hỏi này thiệt nha, thì nhiều khi mình sống chung với con vậy đó mình cô không có sanh được đó, nhiều khi tâm trạng mình có buồn không? Vợ chồng đâu buồn gì lo mà ăn. Mình không có suy nghĩ đến cái vấn đề mà sau này mình sẽ có người cũng như là nói dỗi tâm đường á. Thì ổng có đời trước thì ổng có con nói dỗi thằng đường rồi. Ủa vậy là ổng có thằng trai rồi. Lúc mà đến với cô đó là ổng đã có vợ khác rồi hả? Thôi hai đứa rồi. Ổng là có con hai đứa rồi. Vậy là ổng cũng có con rồi. Có được hai đứa rồi. Đứa con gái thằng con trai. Con đâu ông cũng mượn. Nói với nội hả bánh. Cũng là có cầm bàn thờ, ôm bàn thờ được hả? Trai đứa gái. Vậy là hiện tại con trước của anh con ấm đẹp đẹp không à, thằng trai thì giống thịt ấm à. Vậy là con trước của anh đó là bên anh Bắc hay là bên mẹ của bé Bắc? Bên đây Bắc. Bên mình Bắc luôn ha. Thì bên chị bữa trước của anh đó là có bắt bé nào không? Không ha, là mình giữ hai bé luôn. Vậy là cuối cùng là mình cũng được cái niềm an ủi đó ha. Cho hỏi cô thì công việc mỗi ngày á hai vợ chồng mình làm công việc gì để thu nhập á? Nè ổng đi xịt với người ta kêu xà phân mà bây giờ thì máy bay nó chạy nó xịt hết trơn rồi. Còn xà phân mùa nó được chắc không được 20 bao thì rồi mùa cũng 20 bao rồi. Rồi cô làm gì? Cô đâu có làm gì đâu. Thì cái giờ sượng sượng đó rồi người ta đâu có không nhà cũng chuyện lặt vặt chứ đó rồi. Không sướng nha, vậy là anh yêu nuôi ha, anh yêu nuôi cho tôi cho... Nói đi cô, cái mùa lúa rồi nó mất kiếm chút đỉnh gì lúa chú. Rồi theo mà ông đi làm như vậy thu nhập gì có đủ không, có đủ không cô? Đâu có đủ đâu. Đất này là mình nghe nói là mình ở đậu đúng không? Ở đậu đất của người ta. Ở đậu cũng bà con nhà họ. Nhưng mình ở đậu nói chung nó cũng khó. Bây giờ đi giờ nào cũng hay. Rồi như U60 rồi uống U40 nè, rồi mình đi làm như vậy đó. Rồi đi mần cỏ xịt thuốc đó là ngày một thu nhập của mình một ngày bao nhiêu? Chú. Bữa chậm mấy có. Không phải bữa nào cũng có làm, nhiều khi 5-7 bữa mới kêu xà phân, như bây giờ đâu có kêu xịt nữa. Thì rảnh rỗi ông cũng đi xịt rồi này kia đang để có cá ăn đó chú. Chứ theo như mà ông không đi xịt, ông không đi chạy rồi này kia thì không có đủ đâu chứ. Gì hả? Kiếm ăn chút đỉnh nó đỡ tiền ra vậy đó. Đi mặn quẩn đi theo mình đến, đi mặn từ thiện rồi kia. Cũng có làm từ thiện luôn ha, thiện cắt nhà này kia luôn đó hả? Cắt nhà từ thiện rồi kia đó, chở cây rồi kia đó. Cũng quý luôn. Giờ thiếu, giờ không có cái máy cưa, tính có máy cưa cũng đi theo, cưa tiếp rồi kia. Cho máy cưa máy nữa đó hả? Hai chồng mình đi, nói chung ai mướn gì làm nấy. Là nuôi một cái bà già già. Theo bà cho hỏi chú thì mới đầu mình về á, có khi nào á mình á là làm mà có vợ già như vậy á là mình nuôi toàn bộ hết không? Tại vì theo mà tuổi của chú là 40 thôi, mình lựa cái bà trẻ hơn có nhiều mà. Về có thì không mà ngặt như sợ ở với mình không bền ấy chứ. Là cái tại vì một lần đã vấp ngã rồi ha. Vấp ngã xứng với ổng đi vấp ngã đó, bởi vì thôi đó. Là cái người vợ đó như thế nào, vấp ngã như thế nào chú có thể kể cho khán giả được biết không? Nó cũng đi mặn này kia, đi đám tiệc rồi kia mặn nhiều nó cũng lấy đi hết trơn. Đâu có dư giả gì hết. Có nhân tình không á? Không biết cái đó, không biết. Nhưng mà là lấy mặn nhiều là người nào chủ động bỏ trước?
Dạ. Dạ bỏ túi chứ. Bỏ như thế nào chú kể cho con nghe coi. Mặn nhiêu rồi 500-600 rồi bỏ túi thì tính chuyện đi này đi kia cái đám giỗ rồi kia. Rồi bỏ chú luôn là cái thời gian nào mà bỏ chú? Thời gian mà đi hoài tính chuyện hai đứa bị lộn rồi bỏ đi. Nhắc đó là theo mà nhắc đó theo chú suy nghĩ là bả có người khác không? Đó không biết. Này lo mặn ăn không. Nhưng mà bỏ chú một bỏ thời miền. Gian cũng có chồng khác rồi. Trời ơi. Nó có chồng trước tôi. Là người vợ trước của chú là chắc đẹp hơn con ha. Đẹp hơn. Trẻ giống vậy là trẻ hơn người tất nhiên phải đẹp hơn rồi. Ồ vậy ha. Tại vì hàng chi con thấy là ảnh cũng đẹp trai chứ đâu phải là ảnh cũng tám nút đâu phải là giỡn đâu. Đúng rồi, ông đẹp trai mà. Ừ. Ông đẹp trai lắm đó mà nhưng mà tại ổng sao đâu á. Người bà trước là chắc trẻ hơn mình hả anh Tức? Trẻ hơn. Rồi trước ông làm gì mà tới mà bà đi luôn? Có tiền nó đi kiếm chuyện mình đi. Ừ, ông có quẹo quá không mà bà đi luôn? Không bỏ không? Ông chịu quẹo quá gì chơi mới đi luôn. Có cử bò quẹo không? Đã hai đứa con rồi quẹo gì nữa. Đó lo mà ăn rồi. Theo cái này là mình nói hơi giỡn nha quý vị. Thì... chú cho hỏi thì thay vì mà vợ mà bỏ đi rồi đó à, trong cái tình trạng đó bỏ đi đó là rất là buồn luôn hay sao? Buồn cái đó mặn được kia có tiền đi ăn nhậu sáng chiều đó là chắc mình buồn và mình khóc dữ lắm hả chú? Có không? Không có khóc không khóc nhưng buồn, nhưng buồn thì kiếm an ủi là uống rượu đồ này kia gì đó. Một gói mì bây giờ cũng nhậu nữa bây giờ là buồn. Nói cái cô U70 đi, cô U70 chắc ổng đi giờ chắc ổng cởi hết cái người vợ của ổng cho cô nghe quá. Không, ổng không có cởi. Có cởi không chứ? À. Ý tôi nhiều khi tôi nhắc vợ ổng mà ổng còn nói, ổng nói thôi cái cởi chi con quỷ đó. Như ý ông không chịu tôi cho tôi cởi đó. Tôi nhắc á. Là hiện tại đó là cái người vợ lúc mà chỉ biết anh đang sống với cô U70 nè. Là hiện tại là chỉ có liên hệ và điện thoại với mình không? À. Có biết không? Có biết chú hiện tại giờ là có vợ khác không? Biết thì hôm bữa chở ngang qua lại đi về bán ấy, không biết. Ủa vậy là đi ngang đường này luôn hả? Không có đi đường ngoài á. Ngoài á. Vợ ông ở ngoài mưa hoa động quá. Rồi mày gặp mặt rồi có chào nhau không hay là mạnh ai nó đi luôn? Mạnh ai mới đi vậy? Cũng như là mình không nhìn nhau luôn. Đã đi nó bỏ rồi nhìn nó chuyện chứ nữa. Vứt bỏ luôn rồi con cái gì rồi có phụ giúp với chú không? Nó còn nhỏ đâu không phụ giúp mà gửi tiền về tiền sữa tiền tả đồ á người vợ bỏ không, rồi có phụ không? Bỏ luôn nó không đâu phụ gì đâu. Ủa vậy là chỉ bỏ anh rồi chỉ giao đứt cho anh hai bé luôn hả? Ừ. Trời ơi không thăm mà cũng không hỏi luôn. Không thăm mà không hỏi luôn. Bên ngoại có liên thường liên hệ không? Không bên ngoại nó cũng đâu có nói chuyện gì tới đâu. Cho nên là một thời gian sau là gặp được cái bà U70 chồng trẻ vợ già mọi người ai cũng nói vậy mà theo chú cho hỏi thì theo mà mình thì rất là trẻ tuổi luôn nói chung là tầm 40 thôi thì thiếu gì phụ nữ mà mình lựa cái người lớn tuổi hơn là không biết sao mà cái gu của chú mặn dữ vậy. Hả? Chú có thể kể không? Tại sao cái gu của mình mà mặn dữ vậy? Thấy bà được lo mà ăn rồi kia mình sống với bà. Như chú suy nghĩ là chắc cái bà này bà già. Vớt bà rồi là bà không bỏ mình. Mình bỏ bà không bỏ thôi đúng không? Vậy bà. Ví dụ nói vậy đó. Ừ. Đó ông thấy vợ xứng tầm với ổng mà còn bỏ ổng mà kiếm chi nữa. Mình suy nghĩ gì đó. Dạ anh Tuấn ơi thì sao mà biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp á, là mình không chọn mà mình lại chọn cô U70 trong khi đó là cái tuổi cô nó quá chênh lệch với anh đi. Cao. Quá cao đi. 30 tuổi. Hay là mình chán cái sự đời nói chung là thà vợ xấu vợ của mình hay là sao? Vợ đẹp vợ của người ta hay sao? Mình nghĩ điều đó hay sao? Mà mình chọn cô. Mà không nghĩ gì chứ nghĩ gì là vợ chồng lo mà ăn thôi. Chứ mình không có chứ không có tính hơn thua với ai chứ á. Nhiều người ta thì tính hơn thua.
Như em này nói á, là tại vì ngoài đường á rất là người trẻ tuổi, mà tại sao mình không lựa mà mình lựa một cái người vợ lớn hơn mình 30 40 tuổi như vậy? Mình có suy nghĩ là một cái gánh nặng của mình không, sau này á là như vậy đó. Dạ vậy. Vợ chồng đó tính hơn thua vậy. Rồi cái cấp mà anh thôi vợ rồi á, thì có người phụ nữ nào có ngỏ lời với anh, hay là có người nào người ta mằng mai nhỏ này được hay kia không? Cấp đó chưa ai bằng mai chứ, sau này đi uống cà phê rồi mới gặp bà này. Gặp bà tình yêu thứ hai rồi vớt luôn hả? Vớt luôn. Rồi. À, câu 70 ơi, thì hồi đó mà ổng nói cái câu nói gì mà mình chấp nhận là mình thương ổng luôn vậy cô U 70? Bà tạo cái dấu ấn rồi á. Cảm Thì ơn. Uống cà phê rồi đó, tao giáo án nói với chú này À, chú cũng nghe rồi. cô nói đi cô. Hồi đó ông nói cô Thì nói thấy gì? cho anh này anh Hiền nè, Dạ. rồi qua lại rồi ổng uống cà phê đó rồi cô thương. Thì hồi đó là mới đầu quen là ổng nói sao, ổng nói anh yêu em hay sao cô? Có không, ổng có ngỏ Có lời gì không, có không nói cô? không? Có. Có tặng bông gì không? Đâu tặng bông gì đâu, phải chơi theo kiểu trong vô tích. Ổng có tặng xúc xích cô Không. không? Có không? Không. Lên trên kia mới tặng hả? Lên trên là quế mới tặng. Theo ha, bây giờ mình nói Ủa giỡn thôi. trời. Thì Thì đâu. biết na nói là tôi biết rồi. Theo ngoài sức khỏe của ông U 40 nè, mới về đó. Thì theo sức khỏe đó mình quẹo ngày đêm nhiêu? Giờ mình nói luôn đi, nói tiếu luôn đi. Nó quẹo đêm 3 cái à. Trời Trời ơi. ơi. Vậy là đều đều cả bao lâu? Từng không? Mới về á? Mới về từng lấy. Liên tục từng lấy luôn hả? Chàng Cái này chú có nói thiệt không đó nha. Thiệt chứ. Trời ơi, bữa đầu khiêu vậy rồi mấy bữa sau thì sao có bỏ không? Chó Sao bỏ chứ. chó Chứ đâu treo heo, heo mà. dính đói hả? Ghê trời. Dữ dằn. Quá dữ. À, thì đầu tiên mà ổng muốn quẹo mình, ông nói sao con? Nói, em ơi quẹo này sao? Thì quèo quèo biết rồi. Ông kiều kiều phải không? Ông kiều cái là biết phải không? Mà nhưng mà trời 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 nực làm sao? Trời nực mà không cho tuyệt đối luôn đó hả? Trời nực thì ở đây không có cho. Còn là quế thì lúc đó còn trẻ, cũng còn sức khỏe cũng còn đầy đủ rồi đó. Mình làm gì Thì làm cho. Theo mà hai vợ chồng ta gặp nhau một ước mơ mong muốn là để có một người con, mà nhưng mà tới bây giờ đã gần tuổi đã xế chiều rồi, đó là 70 rồi mà chưa có con, theo cô sao không có rồi bây giờ có không? Bây giờ chắc không có luôn rồi. Hết trứng rồi quá. Có một cái là Sao cô? mình muốn nuôi con thì phải sinh, mà già quá thì sinh gì nữa, thôi Chứ đẻ là hết hả? hết rồi, đâu có đẻ nữa. Què khều thì bình thường mà nhưng đẻ hết đẻ rồi. Hết đẻ. Theo mà cái sức khỏe của cô mà chịu đựng một người thanh niên mà ổng là nói chung là ổng găng dữ lắm. Chú có chuột á. Mạnh, sức khỏe. Chuột bò quá. Còn cô á thì là 70, hai cái tuổi chênh lệch nó tóm lại y như ngoài chợ nó là như hai mẹ con á. Nhìn mà được cái cô nó mặt nó hơi tươi. Hơi trẻ tí. Là cái câu chuyện là nó vậy đó. Chồng 40 vợ 70. Theo mà mình đi mới đi về đó, mình dẫn vợ đi đi chẳng hạn như đi đám đi dạo sớm rồi đó ông U 70 40. Rồi có người ta có nói này nó có vợ già này kia này nọ không? Còn trẻ mà không lựa trẻ mà lựa già không? Không, cái này đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà đi chợ thì có nói ha. Có nói. Nó có nói. Mà nói à, người ta nói lặng hay lặng vậy thôi chứ đâu có nói Ừ, hoài nhưng đâu. mà cởi đi, mình yêu Cởi. nhau là được hả? Thương nhau được rồi. Tại vì lời người ta nói mà. Tại vì người ta có mình mới người ta có người ta mới nói. À, cô ấy thì lúc mà mình chuẩn bị mà đầu tiên mà anh Tấn chuẩn bị là làm quen cô đó, thì mình có suy nghĩ rằng là mình liệu mình có chấp nhận, và mình suy nghĩ rằng cái anh chàng này rất là trẻ mà không biết là mình có nên yêu anh chàng này hay không. Lúc đó là mình có suy nghĩ rằng gì không cô? Mình Có. rồi mình lúc mà mình đến với ảnh thì Nhưng mình mà thấy ổng chịu mình rồi mình cũng chịu ổng luôn. Thì lúc đó là mình có sợ là một ngày nào đó là ảnh sẽ bỏ mình không?
mình có suy nghĩ đến vấn đề đó không? Với lại là với lại là mình suy nghĩ là mình già trước không lắm. Hiện tại là anh và cô nè, là mình sống bên nhau vậy đó, thì mình liệu mình có làm hôn thú kết hôn chưa? Chưa, không có làm. Giấy tờ hợp pháp nha. Vậy là mình chưa ha? Không có làm. Vậy là mình ở như vậy là chỉ gác với nhau ở thôi. Rồi cô có suy nghĩ là một ngày nào đó đó, mình già nữa nè, mình già 70 rồi, mình già nữa rồi ổng có người khác không? Theo mà nói cái cảm hứng của mình thôi, mình nhường lại cho người khác đó. Cũng chưa biết nữa, tới đâu hay tới đó đi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thấy ổng thì rất là chung thủy ha. Ví dụ rồi cô còn cái sức khỏe nè, còn cô mà không còn cái sức khỏe nữa, người đàn ông mà, cô cũng hiểu cái điều đó. Còn sức khỏe thì họ này nọ với mình, không còn sức khỏe nữa thì nói chung thì chuyện gì đến nó sẽ đến ha cô. Đúng rồi. Dạ thì Thanh Trúc á, nay đi lại u người vợ già 70, chồng trẻ u 40, thì mời cả nhà theo nha. Cô chú ơi. Rồi xin chào. Xin chào. Trời ơi. Chào Thanh Trúc. Dạ, cô sao con thấy cái bụng gì đâu mà nó bự dữ á cô? Ông giác ổng dắt dắt cu chót dính bụng hả? Có bầu dính cái bụng đó. Mà con nghe nói là cô là 70 rồi mà dắt cu chót. Mà thiệt không chú? Chú chú coi, chú cứu vợ bụng coi mấy tháng rồi? Mà chừng 2 tháng ngoài vậy. Mà bà vợ của chú á là con thấy là 70 tuổi rồi đúng không? Cô 70 đúng không? Đúng rồi. Con nghe nói 70 là đâu có đẻ được trời. Là dắt cu chót. Trời ơi trời, thiệt không? Thiệt. 70 tuổi mà đẻ được quý vị. Nghe nói thắc cừ á. Thiệt tình vậy luôn hả? Ừ. Làm sao mà làm cho người vợ mà u 70 mà có bầu? Làm sao? Chú kể cho khán giả nghe biết coi. Làm sao? Không kể đây. Chú là cái người gây lên khói lửa mà. Làm sao cô? Sao? Tại trời mưa mát quá rồi vớt cu chót có bầu. Vớt cu chót hả? Ừ. Là con nghe nói là thường đó là 70 là đâu có đẻ được phải không cô? Đúng rồi, nhưng mà sao mà cô là cái người lạ nè. Sao mới cấp đầu sao? Mới đầu mưa rồi vớt bả cú chót luôn. Dính bầu luôn. Dính bầu luôn hả? Mấy tháng rồi. Chú gà ơi, vợ chú kêu. Ồ cô cứ đi. Rồi bây giờ cô đi ra đây coi. Cô đi ra coi. Cô đi thấy nặng nề quá ta. Trời ơi kìa, quý vị ơi. Quý vị. Ôi kìa. Trời ơi, cái bụng này, bầu gì đó trời. Phải không hay là nó gạt mấy anh em tôi trời. Chú qua đây coi. Bởi cặp cổ coi, che ba cái, che ba cái. Che ba cái, che ba cái, làm mộ cái. Làm mộ đi ra cái coi, đi ra. Trời ơi, trời, bụng bầu bầu rồi quý vị. Trời ơi. Rồi, cái này định chừng nào đẻ? Cái này 4 tháng rồi, giờ 9 tháng 10 ngày thì còn 5 tháng rưỡi nữa. 5 tháng 10 ngày nữa. Mà u 70 mà đẻ được nè trời. Ở đây là mấy anh em là bất ngờ. Sợ luôn. Quý vị, u 70 á. Nè, ghi máy coi. 3 tháng mấy? 4 tháng, 4 tháng. Gì, làm bộ gì? Được không? Được. Là bây giờ người ta chẳng hạn người ta lại đây. Người ta nói có người nào 80 rồi chú làm có con được không? Không. Hên lắm mới vớt được cái hay gì? Hên lắm mới vớt được chứ cái. Chứ 70 là 70 là người ta nói là hết trứng rồi đâu có đẻ được đâu hả cô? Đúng không? Trời ơi quý vị ơi. Dạ thì quý vị ơi, thì video á chỉ là mang giải trí thôi, mang tính chất giải trí thôi. Cô lấy cái bụng bầu cô ra coi. Đây. Rồi, dạ, dạ thưa quý vị, bụng bầu này là bụng bầu giả thôi, nghe quý vị, chỉ quay video hài hước tiếu thôi, chứ không có bằng tính chất gì, mong cả nhà thông cảm và bỏ qua cho mấy anh em nha. Quỳnh đó đó. Ừ, rồi, nó nghe chưa. Dạ, thì cô U70, thì chú U40, thì bữa nay mấy anh em con lợi á, có gửi một phần viên này là viên cá nhân của mấy anh em, thì Thanh Trúc cũng... cảm ơn cô chú đã xem video. Thì Thanh Trúc mong cái video này chia sẻ rộng rãi để cho mọi người và tiếp cận với mạnh thường quân á, để cho cô chú có một cái máy cưa. Cái máy cưa có tầm mấy triệu thôi hả cô? Máy cưa chừng 3 triệu được rồi. Thì Thanh Trúc với mấy anh em ở đây thì quay video á, có sơ sót gì thì mong khán giả thông cảm và bỏ qua ha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.